42. Mẫu hậu, ông ấy là cha hờ của ta sao? Mang đứa nhỏ đi đi. Chính Nhi, con đừng nói chuyện cười. Tiên Hoàng là cha ruột của con, Tướng Mang là trọng phụ của con. Cha hờ ở đâu ra chứ? Đừng nghe người khác nói linh tinh. Đi ra ngoài. Chính Nhi, sao con lại tới? Chính Nhi tới thăm mẫu hậu. Ta rất tốt. Chính Nhi, phim được thuyết minh bởi tv2s.org. Lại đây, Trần Tín Hậu, mau đi gọi Vệ Quý Kiệt. Vâng. Triệu Kiệt, có dám làm việc lớn với ta không? Tiêu Nhân chết cũng theo. Phế Kim Tượng, lập Tân Dương mới. Sợ. Đây là đội tội ngu nghịch đó. Chỉ cần làm xong chuyện, người chính là chư hầu rồi. Đã sắp xếp xong chuyện chưa? Ra tay thật sao? Vậy thì sao? Đại Dương, hắn biết cả rồi. Ra đại điện rồi ra tay, nhớ cho kỹ, ra tay phải nhanh, không thể được làm ra động tĩnh gì. Có người tới. Đại Dương,
Quả nhân vừa đi tới viện đã ngửi thấy mùi hoa quế khắp viện. Quả nhân muốn mời mẫu hậu tới viện thưởng hoa với ta. Ta mệt mỏi, đại dương đi đi. Mẫu hậu không muốn đi cùng với chính nhi sao? Đừng động, thái hậu ở đó. Cung nữ này tên gì? Cô ta tên là Tiểu Nghiên. Lúc trước quả nhân tới cung Cam Tuyền nhiều lần, lại không hề phát hiện nơi này cây cỏ đều đẹp. Mỗi lần đại dương đều đi vội vàng, trong đầu toàn là đại sự đất nước, đâu chú ý tới diện này chứ. Chuyện gì? Chuyện của ta với Lão Ái, con đừng để trong lòng. Đừng trách mẫu hậu. Mẫu hậu cũng có nỗi khổ riêng. Lúc nhỏ ở Hàm Đan, chính như vì một quả lê đánh nhau với người khác hay không? Sau khi trở về còn bị mẫu hậu trách phạt. Mẫu hậu lúc đó nói với thế nào với chính Nhi? Muốn đánh nhau không được thua, thua thì đừng về. Phải, từ đó trở đi Chính Nhi đánh nhau chưa bao giờ thua. Còn từ nhỏ là một đứa bé thích gây chuyện, lúc đó Chính Nhi còn nhỏ, luôn là mẫu hậu bảo vệ cho Chính Nhi. Bây giờ Chính Nhi lớn lên rồi, trong mắt của mẫu hậu, Chính Nhi vẫn là đứa nhỏ. Chính Nhi cáo lui trước. Chính Nhi, chờ sau khi con đăng quang, con là người trưởng thành rồi, quốc sự của đại tần đều giao phó cho con hết. Ta dẫn Lao Ái với đám nhỏ tới Ung Thành, không cho con thấy phiền nữa. Chuyện này nói sao đi? Thái hậu, quỳ xuống. Quỳ xuống. Người muốn chính nhi của ta sao?
Tiểu nhân không dám. Không dám à? Nếu không phải chính nhi thông minh kéo ta cùng ra khỏi cung, không phải người đã giết con trai ta rồi hay sao? Tiểu nhân không hề. Ngươi lại dám giết Dương? Ai cho ngươi gan đó chứ? Họ với chính nhi đều là cốt nhục của ta. Nếu ai dám động vào một sợi lông của chúng, ta sẽ ép kẻ đó vào con đường chết. Có phải người không muốn sống nữa hay không? Là ý của ai? Không có ai. Là ta nhất thời hồ đồ. Là ai? Ta biết. Nhất định là công tử Ngô, phải không? Hay là Dễ Quý Kiệt? Hay là Nội Sử Tứ? Là tên khốn nào trong đám chúng? Thái hậu bớt giận. Thái hậu. Được. Người trọng tình trọng nghĩa phải không? Được. Các người trói Triệu Kiệt tới cho ta. Thái hậu bớt giận. Thái hậu. Đừng giận nữa. Tức giận sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Ta bảo đảm với người, sau này tuyệt đối không có lần sau nữa. Có được không? Trường Tín Hầu, nhưng còn có chỗ không yên tâm. Đại Dương với Thái Hậu trước kia ở Hàm Đan, mẫu tử gắn bó với nhau như mạng sống, tình cảm sâu nặng. Bên phía Thái Hậu phải dựa vào đại nhân thuyết phục rồi. Ta nếu thật sự không được, dù sao thì ấn Thái Hậu cũng nằm trong tay đại nhân. Tiếp theo đây viết một trang liệt kê vào tội trạng của dân chính. Nội quốc đại tần nhiều lưu dân và ngoại khách, nhất định có thể nổi dậy phục tùng đại nhân. Báo Thượng Tư Quân chiếu lệnh của Đại Dương. Thượng Tư Quân, Đại Dương có chuyện gì sao? Đánh trống tụ tướng. Dân tham kiến Thượng Tư Quân. Các vị, sắp tới Tần Quốc đại loạn, thời cơ tốt không thể mất được. Qua đây. Chủ tướng hậu quân, có. Ngươi dẫn quân từ biên giới triệu Tần, bí mật vận chuyển lương thực trong vòng 2 tháng cho 30 vạn quân. Rõ. Chủ tướng tiền quân, có. Ngươi chọn ra những lính trinh sát giỏi nhất, thâm nhập vào Tần Quốc bí mật điều tra, bố trí phòng vệ của quân Tần.
Dân, phi kỵ tướng quân có. Người dẫn 2 vạn thiết kỵ, 3 ngày mai phục, ban đêm hành động, đến biên giới Triệu Tần, ẩn nấp trong hẻm núi, chờ quân chủ lực của chúng ta đến. Dân. Nên thu lưới thế nào? Xin đại dương giải thích rõ. Mong điềm, mong nghị. Có. Trong tay của quả nhân không có hổ phù và ngọc tỷ. Cha ngươi là Mông Vũ tướng quân, sẽ nghe theo lệnh của quả nhân sao? Đại dương yên tâm, Mông gia thề chết cũng trung thành với đại dương. Được. Dương quán. Có thần. Âm thầm quan sát trong quan triều đình, nhất định phải làm cho rõ những ai là người của Lão Ái, những ai là người của tướng bang, những ai là người của quả nhân. Thần tuân mệnh. Tiên sinh có thấy Lý Tín đâu không? Người có ân cứu mạng, sao dám quên được? Bây giờ Lý Tín đang dưới trướng của Hoàng Nghĩa tướng quân, bảo ông ấy lưu ý nhất cử nhất động của tướng quân. Ngoài ra, mật chiếu cho Hoàng Nghĩa và Dương Tiễn nhập cung. Dân. Các người mau đi. Dân. Vẫn đang tức giận sao? Ta cũng chỉ nhất thời hồ đồ. Sau này sẽ không làm ra những chuyện gây hại đến đại dương nữa. Đừng tức giận nữa. Thật ra ta cũng chỉ thay Thái hậu chuẩn bị trước thôi mà. Thái hậu nghĩ mà xem. Đầu tiên là Hiếu Giang rồi Trang Tương. Một người làm dương được 3 ngày, một người làm được 3 năm. Đại dương sắp thân chinh rồi. Nếu như làm im đi. Thái hậu của ta không thể không chuẩn bị trước được. Rốt cuộc người muốn nói gì? Ta muốn nói, nếu như đại dương thật sự có một ngày không còn nữa, ta muốn lập một trong số những con của chúng ta lên làm dương. Dẫu sao cũng là con ruột, nhất định sẽ nghe lời. Nếu như lập một đứa không nghe lời lên để làm dương, thì địa vị của Thái hậu lại giống như Thái hậu Hoa Dương bây giờ đấy. Phim được thuyết minh bởi tv2s.org. Ta cũng hy vọng đại dương sống thọ đến 100 tuổi. Nhưng nếu thật sự bất hạnh, thì ngôi vị Tần Dương này phải thuộc về con của chúng ta mới được. Minh Nhi, Duệ Nhi, làm Tần Dương ư? Cho dù ta có đồng ý thì tông thất, các đại thần có thể đồng ý hay sao? Đại quyền có trong tay Thái hậu, trên triều đình cũng có người của ta. Tông thất không thể nào không đồng ý được. Đều là con của ta. Thái hậu đồng ý rồi hay sao? Lý Tư, ông phân tích rất đúng. Nói tiếp đi. Đại dương, còn một chuyện này nữa. Công tử Ngô đến Ba Quốc triệu Ngụy Hàn. Thần đoán là đi làm thuyết khách cho Lao Ái đến cầu cứu viện binh.
Nhân lúc Tần đang đại loạn, Tam Phổ cầu mà không được. Đại Dương, gần đây Lao Ái lúc nào cũng tặng lễ vật cho Bách Quan, lôi kéo lòng người. Còn nữa, thân tín của Lao Ái là Tả Quốc Kiệt cũng bị điều đến đại doanh Ly Sơn thăng làm phó tướng. Thế nào? Được, được. Được. Ăn ngon hay là uống ngon? Ăn ngon, uống ngon, ăn uống đều ngon. Hận là gặp nhau muộn. Nội sử đại nhân, hôm khác lại uống nhé. Hôm khác lại uống đấy. Bắt buộc phải uống nữa. Ngài về đi. Ta nhìn ngài đi. Không được. Đỡ lấy, đỡ lấy. Ta cũng không sai đâu. Đỡ lấy, đỡ lấy. Hôm khác lại uống nha, ta đợi ngài. Hôm khác lại uống. Nào đại nhân, được, được. Đại nhân, người đưa tới rồi. Làm cho công tử tỉnh rượu đi. Ta ngã rồi, có phải không? Được. Uống một trận nữa. Uống một bát nữa. Công tử, khăn tay này có thể che lấp dục nhã không? Khách khanh đại nhân, khách khanh đại nhân, bái kiến khách khanh đại nhân. Nhiều rồi. Công tử, trong 10 ngày đi khắp Tam Tấn có thu hoạch gì hay không? Mất công một chuyến. Lão Ái bảo ta đi dò thám Ngụy Quốc, Triệu Quốc có đồng ý giúp hắn hay không. Đi vội vã, thật không nói gì. Đại nhân đừng trách, đừng trách. Vậy Tam Tấn không bằng lòng giúp hắn hay sao? Đừng nhắc nữa. Hàng Ngụy lá gan nhỏ, sợ chuyện không thành bị nước ta báo thù.
Triệu Quốc, Triệu Quốc có lòng mưu tật, lại bảo Lão Ái bên này chuẩn bị thỏa đáng rồi mới định đoạt. Mời công tử về cho. Ngày Ất Dậu tháng tư, ngày Đại Dương Quán Lễ. Không được, không được. Tại sao? Thời gian ngắn như thế, ta còn chưa chuẩn bị xong. Triệu Ngụy Hàn đã đồng ý rồi. Chỉ cần Trường Tín Hầu ra lệnh, sẽ phát binh tới biên giới tận, khiến chủ lực quân tận gần Hàm Dương dẫn đi hết. Thái hậu còn chưa đồng ý. Triệu Kiệt, ngươi thấy sao? Ta nghe Trường Tín Hầu hết. Thời gian không còn nhiều. Trường Tín Hầu còn không quyết đó. Thật sự đợi tới sau khi Đại Dương thân chính, Thái hậu giao lại quyền lực, tất cả đều muộn. Đừng động, sắp xong rồi. Xong rồi. Thanh kiếm này treo ở đây, ai cũng không được động vào. Các người tiếp tục ngủ, quả nhân hôm khác lại tới. Đại Dương muốn giết ta. Đại Dương muốn giết ta. Nó muốn giết người, tại sao lúc nãy không động thủ? Đại Dương thật sự muốn giết ta. Nhìn ngươi bị dọa kia kìa. Đừng động. Cứ để nó trèo ở đó. Đ-
con cháu đời thứ 19 của tiên tổ Đại Tần Mục Công, cháu của Hiếu Văn Dương, con trai của Trang Tương Dương. Tần Dương Chính từ xưa tới nay khắc kỷ cần mẫn, cảnh giác hăng hái, làm rạng cái đức của tiên tổ, tráng lệ cái chí của người Tần. Này tới năm thành niên, theo ý của Hoàng Thiên, ứng lòng vạn dân, định vào ngày Ất Dậu tháng 4 tới tổ miếu Ung Thành hành quán lễ, xong lễ chấp vương quyền, trị quốc chính, đặt thự chiếu cáo. Đại vương vạn niên, đại vương vạn niên. Nghĩ chắc quan hệ của ta và Thái hậu mọi người đều biết cả rồi, ta cũng không cần giấu giếm các vị. Thái hậu sinh hai đứa con cho bản hầu, người đã đồng ý, chỉ cần đại vương không còn, để cho con ta kế thừa vương vị. Các vị đều là huynh đệ mà ta tin tưởng, có dám làm chuyện lớn với ta hay không? Là chuyện lớn gì ạ? Giết Doanh Chính, lập Tân Quân. Không dám sao? Ta sớm đã nói rồi, dù chuyện gì lúc nào cũng sẽ cùng với đại nhân. Được, sau khi thành chuyện, mỗi người các ngươi ai cũng được ban đất phong hầu. Đại Tần là của ta, vinh hoa phú quý là của các ngươi. Có Trường Tín hầu dẫn đầu, lại có Thái hậu ủng hộ, chuyện này ắt thành. Ta ủng hộ đập con của Trường Tín hầu làm Tân Tần Dương. Các vị, năm đó đại phu Điền Hòa của Tề Quốc thả Tề Khang Công và Khải Thượng tự lập làm quốc quân, vậy mới có họ Điền Tề Quốc bây giờ. Đúng, Trường Tín hầu có thể dựng một nước Tần của họ Lao. Từ đây về sau, họ Lao sẽ là hoàng tộc của Đại Tần. Dù sao thì ta cũng theo. Ai nói không? Ta không tha. Lão ái ta giữ chữ tín nhất, chỉ cần thành công, vinh hoa phú quý không bao giờ hết. Hay lắm. Đồng Nhi, một thời gian rồi con không đến thăm ta. Thái hậu nhiều việc, Đồng Nhi không dám tới làm phiền. Chuyện của ta con nghe đại vương nói rồi. Dân, con nghe nói rồi. Con cũng thấy
Ta sai sao? Đông Nhi không dám bàn tán về Thái Hậu. Không nói thì thôi. Hôm nay con đến tìm ta có việc gì? Đông Nhi muốn lấy chồng, mong Thái Hậu ân chuẩn. Lấy chồng à? Dân, mau đứng lên đi. Nói đi, con muốn gả cho ai? Bạn hồi nhỏ của Đại Dương, Lý Tính. Người này ta biết, phụ nhân của y đã chết khi cứu Đại Dương. Nào Đông Nhi ngồi đi. Dân, theo lý mà nói con cũng đã lớn rồi, muốn lấy chồng ta đâu thể ngăn cản. Nhưng bên chính nhi, Đại Dương có hai vị phu nhân chăm sóc, lại còn đầy cung nữ, có Đồng Nhi không thừa. Thiếu Đồng Nhi cũng không thiếu. Lẽ nào cô buông bỏ được chính nhi sao? Con bé ngốc, con lớn lên bên ta, lẽ nào tâm tư của con ta không nhìn được ra? Ta biết con có tình cảm với chính nhi. Vốn dĩ ta còn tính đợi chính nhi thành niên, ta sẽ gả con cho chính nhi. Chỉ có ta làm chủ, chính nhi mới không chống lại. Hơn nữa, ta biết lòng chính nhi có con. Thái hậu nhớ đến Đông Nhi, Đông Nhi vô cùng cảm kích. Chỉ là Đại Dương còn rất nhiều việc phải làm. Nữ nhi thường tình không phải điều người quan tâm. Lý Tính trung hậu lại rất tốt với ta. Đông Nhi đã quyết định gả cho Lý Tính. Nếu đã như thế, ta sẽ cho phép. Chỉ là bên chính nhi, con nên nói thế nào đây? Hôm nay ta đến muốn nhờ Thái Hậu chuyển lời với Đại Dương. Dù sao chuyện nhỏ này cũng không tiện nói với Đại Dương. Đây không phải chuyện nhỏ. Đi, ta đưa con đến tìm chính nhi nhé. Tạ Thái Hậu. Mau dậy đi. Đừng nói là chính nhi, đến ta, nghĩ đến con sẽ đi lấy chồng, sau này sẽ không còn ở trong cung nữa, thì trong lòng chiếm lấy Hàm Dương không khó, quan trọng là làm thế nào để giữ. Quanh Hàm Dương có 3 đội danh, 45 vạn quân tần. Quách tiên sinh, Quỷ tiên sinh, hai vị nói đi. Các vị, tại hạ là Quách Đáng, là mật sứ của Triệu Quốc. Triệu Quốc đã bí mật dành ra 30 vạn quân, nghe Trường Tín Hầu sai khiến. Triệu Dương nghĩa khí, 10 ngày sau Triệu Ngụy Hàn sẽ dẫn binh vào Tần. Quân chủ lực Tần sẽ ra tiếp chiêu. Đến lúc đó sẽ không ai cản được chúng ta. TV2S.org
Vệ Quý Kiệt quản lý quân cổng hoàng cung, nội sứ tứ có quyền điều quân, công chiếm Hàm Dương dựa vào hai vị. Ta là Vệ Quý, nhưng vẫn còn Lan Trung Mộng Điềm nữa. 3.000 lang quan của y, ai nấy đều thiện chiến, không thể xem thường. Mộng Điềm, đại dương đi đâu thì y đi đó, không cần phải lo lắng. Vậy thì tốt. Hàm Dương có ta và Vệ Quý, nhưng Ung Thành thì sao? Thảo Hoa Kiệt đã được Trường Tín Hầu sắp xếp làm phó tướng đại danh Lệ Sơn. Đến lúc đó ta có cách để y thống lĩnh 5 vạn quân ở Lệ Sơn. 5 vạn đại quân để nào không hạ được Ung Thành nhỏ nát đó sao? Trung thư Lệnh Kỳ viết trước chiếu thư của Thái Hậu, một khi hành động bắt đầu chiếu cáo thiên hạ, thảo phạt Doanh Chính, lập Tân Dương. Lập Tân Dương.去昨夜风凉起看似夜半荒寂寞无边天地广伤心岁岁绕偶然烟鬓高原牧场饮马长江晚郎穿寻九州归